con diều thành dòng luôn nha, rất chi là chất các bạn. Đây diều rất chi đẹp nha, hình dái tròn các bạn nha. Đấy diều lắp ghép các bạn, đây thành dòng rất chi là đẹp. Mọi người xem thì hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nhá. Đấy đẹp lắm các bạn. Đấy, con này đẹp gần nhất đôi các bạn, kia của con rồng nữa các bạn ơi. Đấy, các bạn theo mình đây là con rồng các bạn. Đây các bạn ơi, rồng nhá, không biết của nghệ nhân nào nhưng mà rồng. Đây là các anh theo các bạn nhá. Đây khâu rồi, từng mũi chỉ các bạn ạ. Đây, từng mũi chỉ một nhá các bạn nhá. Đấy các bạn này, nhìn rất chi đẹp các bạn. Nhiều diều lắm các bạn ơi. Thành cốc quay này, thành cốc. Đây các bạn ơi, đây là con diều cánh cốc nhá. Lúc mình các anh ấy nắp ráp thì bây giờ là lên hình xong rồi các bạn nhá. Không phải treo đây lúc đấy đâm thử rồi các bạn ạ. Đây, đẹp lắm các bạn. Đấy. Rất chi chắc chắn các bạn nhá. Pháo rất chi là kêu các bạn. Anh em mình sẽ đi lần lượt cho các bạn xem nhá. Các bạn nhá. Wow, to lắm các bạn ạ. Diều con trâu, phong cảnh quê hương các bạn nhá. Đấy, hoa hoa đào này. Rất chi là mang tính đặc chất dân tộc các bạn. Đây này, có câu đối hoa nhá. Các bạn rơi cho bạn xem này. Đấy, đẹp lắm các bạn ơi. Có câu đối rất chi đẹp. Bên này các bạn ơi. Này. Các bạn biết đây con gì không? Các bạn biết đây con gì không? Con báo. Con báo nha các bạn nha. Con báo nó đớp nó rơi các bạn. Con báo đớp nó rơi các bạn ạ. Đấy, rất chi là to các bạn nha. Hai con này giống hệt nhau các bạn. Đẹp lắm. Không biết là của nghệ nhân nào, nếu mà của nghệ nhân nào xem được thì bọn các bạn comment ở bên dưới của mình nhá. Đây con này 18 rồi này. 18 biển Nam Định nha các bạn. 18 Nam Định các bạn nha. Đây chắc là của mấy anh ở Nam Định các bạn ạ. Cũng đẹp. Ngang ngửa nhau các bạn. Không ai thua ai thì... Đấy. Nhưng mà con này là khung carbon đấy các bạn nhá. Khung carbon các bạn. Đây, khung carbon. Đây các bạn nha. Nhưng mà khung carbon nó nên nó dễ các bạn ạ. Nhẹ. Yeah. Đây. Mấy anh không biết là diều này ở đâu đây anh. Đây diều mình cũng không biết chỗ nào các bạn ạ. Đây mình đây diều phong cảnh quê hương các bạn nhá. Cái chi đẹp. Bố sáo đẹp lắm các bạn ơi. Đài trước quay được. Đây các bạn ơi, rất chi là mang tính phong cảnh quê hương các bạn nhá. Đấy. Ngày xưa vẫn còn túp nào tranh ở cây đa sông các bạn nhá. Đẹp lắm. Nhưng con này của anh lúc nãy mà nôi về tận tay mình vẫn nhớ các bạn ạ. Đây còn con Pokemon á. Con này với lại chất con này các bạn. Con này chất các bạn. To, đẹp, đều. Không biết của nghệ nhân nào các bạn nhá. Đây, cho bạn xem sáo nhá. Sáo rất chi là đẹp các bạn ạ. Đấy. Mình không biết của nghệ nhân nào nhưng mà mình vẫn review cho bạn xem nhá. Pokemon. Ai các em nhỏ thích Pokemon không? Comment bên dưới nhá. Đẹp lắm các bạn ơi. Đấy nhá, điều anh em mình còn chất hơn các bạn. Đẹp nhất đội. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đẹp nhất đội. Đấy, giải nhất luôn. Giải nhất các bạn. Thì hôm nay điều này nó đỗ im. Nhìn lên trên như chết các bạn. Con điều này không được các bạn ơi. Đỗ quá. Bị giám khảo loại các bạn ạ. Đỗ quá. Lên kêu không nghe cái gì các bạn ạ. Đây sáo bóng lắm. Xoay cho, quay cho các bạn xem sáo nha. Sáo nghệ nhân làm rất chi là đẹp. Sáo chỉ nha các bạn. Ok. Bên kia nó mang nhiều sáo đi à. Các bạn ơi, con này phải 7 mét các bạn nhá. Đấy to lắm, cái này họ sơn họ vẽ các bạn nhá. Đây vẽ thủ công này bằng tay hết đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, phong cảnh quê hương nhá, rất chi là ý nghĩa nhá. Bên dưới, hai bên dưới này là hai cây hoa đào các bạn ạ.
hai dưới dái là hai cái bo đảo, hai con này lên thì nó như trục thăng bạn này. Nhìn đẹp không các bạn, nhìn đẹp không? Đấy bộ sáo khủng các bạn nhá. Đây đây, sáo khủng lắm các bạn ơi. Con này sáo dài 1 mét các bạn. Nhưng mà D tầm D100 các bạn nhá. Đấy. Đấy, nhiều sáo lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy chất không? Bộ này quá chất các bạn nhá. Mọi người xem đi theo mình nhá, tiếp nhá. Nhiều lắm. Đấy con này cũng đẹp các bạn. Nhưng mà đây là không carbon các bạn nhá. Đây không carbon này làm rất chi đều, nhẹ lắm. Đấy, nhẹ lắm các bạn ạ. To nhưng mà nhẹ. Đấy, làm carbon thì nó làm đều lắm các bạn ơi, không như là mình vót tay thủ công các bạn nhá. Đây, đẹp lắm. Đây rất chi nhiều các bạn. Là một sấp các bạn ơi. Đấy. 3 5 6 con là 7 nhiều lắm các bạn, mình đếm ngoái mồm các bạn. Đấy, nhưng mà đây là mấy anh là người dân là chưa lắp sáo các bạn nhá. Tại vì lúc đang đi đâm nhưng mà không có gió các bạn. Nhưng mà chiều có gió mình quay cho các bạn xem nhá. Đây, con này cũng đẹp này, con này carbon cũng đẹp nhá. Rất chi là chịu chơi các bạn ạ. Mua carbon rất chi là đắt nha các bạn nhá. Rất chi chịu chơi các anh. Đây, nhiều lắm các bạn ơi. Na liệt. Xếp na liệt các bạn. Mình nói cũng mỏi mồm tại vì nhiều quá các bạn ạ. Hôm nay rất chi nhiều nơi đến đây các bạn nhá. Hải Dương, Nam Định các kiểu đến đây hết các bạn. Đây, con này mới to này. Con này phải 6 mét rưỡi, 7 mét các bạn nhá. Đây con này to lắm. Nặng lắm con. Con này các con nhưng mà nặng lắm các bạn. Một mình khênh hơi mệt các bạn ạ. À. Nhưng mà đẹp các bạn ơi. Con này đâm phát lên ngay các bạn. Nhưng mà cẩu bộ sáo phải to các bạn nhá. Đấy nhưng mà vẫn chưa lắp sáo mọi người xem. Chưa lắp sáo nhá. Mình đi xem này cho các bạn xem tiếp nhá. Bên này là những diều của bên này là diều của Hải Dương các bạn nhá. Các bạn theo mình nhá. Đây là tôi là bộ diều sáo Hải Dương nhá các bạn nhá. Mấy anh tôi cảm thấy gì khi giao lưu này anh. Tay này là Hải Dương này nhé. Em nói khác. Đây, cho em hỏi là Hải Dương bên này á. Anh đi Hải Dương rồi. Anh có cảm nghĩ gì khi đi giao lưu này anh? Cảm nghĩ là vui, đoàn kết. Nói chung là anh giao lưu là gắn kết đam mê luôn. Các bạn ơi, sáo của Hải Dương rất chi to nhá. To nhất đội các bạn ạ. Con này mấy mét anh? Chắc là to nhất đội. Con này 7m2 các bạn nhá. To lắm. Đây. Con này không carbon các bạn ạ. Đó, to lắm. Mình người mình đứng ngọt hoảng các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa? Rất chi là to các bạn. Mà này phải cả làng nó đông các bạn nhá. Hơi mệt, nôi hơi mệt các bạn. Con này chiều anh có cho lên không anh ơi? À, xíu lên giờ đấy. À, tí lên giờ các bạn nhá, mọi người cùng đón xem video của con diều của Hải Dương này lên các bạn nhá. Tôi là bộ diều sao Hải Dương nhá. Đẹp lắm các bạn ơi. To lắm các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy chất không? Đấy mình như này thôi. Đây mình sẽ phóng như này cho bạn nhìn thấy này bé nhá. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? To lắm các bạn ạ. Đó, đấy mới gọi là sự thật các bạn nhá. Lúc nãy mình chỉ là quay thu nhỏ các bạn nhá. Đấy to lắm. Con lắm các bạn ạ. Cái này phải mấy người kéo các bạn nhá. Mà khung carbon nó đều lắm các bạn ạ. Không như mình vỗ tay các bạn ạ. Rửa Dương đấy ạ các bạn. Tôi là bộ diều sáo Hải Dương nha. Rất chi là đoàn kết các bạn. Phải nói rõ là tứ kỳ Hải Dương nha. Đây là tứ kỳ Hải Dương các bạn nhá. Phải đi đôi với bộ sao khủng các bạn ạ. Đó, bộ sao khủng lắm các bạn ạ. Đó, to lắm. Cái máy D250 nhé các bạn nhá. Cái này máy quay của mình quay nó còn kín các bạn ạ. Đó. To lắm các bạn ạ. Đấy, đúng là một diều to đi đôi bộ sáo khủng các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy miệng sáo đẹp không? Đây các bạn ơi, diều này còn là cờ Việt Nam các bạn nhá. Bộ sáo cũng đẹp các bạn ạ. Đây bộ sáo rất chi đẹp các bạn nhá. Đấy không biết là diều ở đâu các bạn. Đẹp lắm các bạn. Đây diều xếp, nói chung là xếp na liệt các bạn nhá. À tôi là bộ diều sáo.
Mạo Khê à? Đây là rượu câu lạc bộ rượu sáo Mạo Khê các bạn nhá. Đó, nhiều lắm con ơi, đây rất chi nhiều các bạn. Tòi cũng đẹp con ơi. Đây tòi này. Đó, nhiều lắm con. Xem rượu na nhiệt luôn. Mọi người cùng đợi thì xem mấy con rượu này bay nhá mọi người. Mọi người cùng theo dõi video tiếp theo của mình nhá. Thôi chào tạm biệt các bạn.